Thưa quý khán giả, triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam đã bế mạc vào sáng nay 11 tháng 4. Dự lễ có bà Ninh Thu Hương, cục trưởng cục văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ, có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam được khai mạc tại Bảo tàng Cần Thơ từ ngày 7 tháng 4. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ ba Cần Thơ năm 2022 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần tung dinh bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với các nhạc cụ được sử dụng trong loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển lãm trưng bày 100 hình ảnh và hơn 200 tài liệu hiện vật trang phục nhạc cụ truyền thống đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc dùng miền trên cả nước. Theo ban tổ chức, qua năm ngày diễn ra triển lãm đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế. Các em học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan, tìm hiểu các giá trị của các nhạc cụ.